câu hỏi đầu tiên của bạn uh, Nguyễn Nhung bé 7 tháng ngày ăn uống bao nhiêu là đủ. Khi trẻ bắt đầu từ 6 tháng tuổi uh, đến cái giai đoạn mà con ăn dặm thì chúng ta có một cái cách tính mới về cái lượng đồ ăn cho em bé, về lượng sữa của con lúc này chúng ta không còn tính theo mini trên cân nặng nữa mà chúng ta có một cái khoảng từ 600 đến 800 có cái khoảng này để chúng ta thay đổi tăng giảm kết hợp với cái bữa ăn của con ở trong ngày từ 600 đến 800 ml sữa không nên ít hơn 600 và cũng không nên nhiều hơn 800 lúc 6 tháng 7 tháng 6 tháng bắt đầu cho em bé ăn dặm ăn một bữa sang 7 tháng là chúng ta tiến đến hai bữa cho em bé như vậy xây dựng cái bữa ăn cho em bé lúc 7 tháng trung bình sẽ là hai bữa ăn dặm và 4 lần uống sữa mỗi một uh, cái bữa ăn dặm của em bé thì nó rơi vào trung bình từ 120 đến nhiều nhất là 150ml uh, cháo với rau củ và thịt lượng thịt trong một ngày mà em bé ăn uh, ở những cái tuần đầu bắt đầu ăn thịt nó là khoảng 30 đến 40gram cho cả một ngày thế khi ăn tốt hơn vào cuối tháng thì có thể tăng lên cái lượng nhiều nhất là 60g trong một ngày Bạn Nguyễn Thương chào bác sĩ bé 1 tuổi lượng ăn bao nhiêu đạm trong một ngày với các bữa ăn phụ như thế nào là hợp lý. Chúng ta chú trọng vào cái thời điểm ăn chính của em bé là ba bữa ăn chính và ba bữa liên quan đến sữa và đồ ăn phụ. Ba bữa ăn chính sáng, trưa, tối và ba bữa liên quan đến đồ ăn vặt và sữa của em bé giữa ngày, giữa buổi sáng, giữa buổi chiều và trước khi đi ngủ một thời gian nó có ba cái bữa như vậy à, có những em bé thì nó không ăn được quá tốt nên chúng ta sẽ chú trọng vào cái lượng sữa đảm bảo ngày khoảng 300 đến 400 ml sữa cộng với đầy đủ ba bữa ăn dặm cho con nếu nó ăn được cái lượng tối thiểu như vậy rồi thì các bạn mới tiến hành thêm cái bữa phụ cho con để tránh nan man là cái lượng bữa phụ nhiều quá cho em bé không ăn bữa chính bữa phụ chúng ta hay dùng những cái thứ như là trái cây ấy, thì nó chứa nhiều chất sơ rồi nó chứa nhiều vi chất vitamin khoáng chất thôi nhưng nó không chứa nhiều năng lượng như vấn đề là ăn nhiều rau và ăn nhiều trái cây thì nó sẽ thiếu về mặt năng lượng và con của chúng ta à, khó tăng cân nó không đủ năng lượng để tăng cân năng lượng để giúp em bé tăng cân là nó làm chính ở cái, cái tinh bột ấy cửa cơm của cháo ấy và thịt chưa ạ à, lượng đạm cho em bé ăn trong một ngày là 100g Với em bé 1 tuổi 100g Chia làm 3 bữa cho con bạn anh ban chào bác sĩ bác cho em hỏi bé em 6 tháng bổ sung sắt sắt dự phòng loại nào được và điều lượng bao nhiêu cái điều bổ sung sắt dự phòng cho em bé là điều 1 mg trên 1 kg cân nặng thì cái này bạn phải kiểm soát lại chế độ ăn của con đã à, những em bé mà bú sữa mẹ thì có thể xem xét bổ sung thêm những em bé uống sữa công thức thì không đâu trong cái lượng trong sữa công thức nó có cái lượng sắt bổ sung vào thêm đấy rồi không không cần thêm ở bên ngoài đâu Bạn uh, hậu ra con em 9 tháng lười ăn em trong bột ăn sẵn lẫn rau củ thì được không? Cũng được Bạn có thể cho thêm một chút bột khoai tây vào nữa Nó không quá ok Nhưng ví dụ uh, Ở cái uh, bạn thêm thịt Và thêm rau và thêm nhóm đạm Và thêm nhóm chất sơ vào cho em bé rồi Xong ở cái tháng này Ngoài cái cách này ra các bạn bắt đầu tiến tới tập ăn thô cho con đi ạ 9 tháng rồi Bắt đầu tập ăn thô đi ạ Rồi. Bạn Hạnh Trần bé em 12 tháng ăn cơm kém uống siro ăn ngon ít nhi bao nhiêu ngày thuốc gì cũng vậy một cái đồ dùng liên quan đến cái thuốc bổ mì khuyến cáo các bạn dùng khoảng 2 tuần thôi dùng 2 tuần thôi không dùng đâu hơn bạn vợ hoa bé em sinh 3,5 cân 3 tháng 20 ngày được 6 cân cao 62 cm Ờ uh, bé bố mẹ hoàn toàn nhưng bú ít vậy có bị suy dưỡng không suy dinh dưỡng thì không nhưng mà có bị nhẹ cân chiều cao thì ổn nhưng mà cân nặng như thế này là bị nhẹ cân rồi nhẹ cân so với cái mức cân sinh của mẹ xem là có thể cái vòng luẩn quẩn đó sữa mẹ ít xong nó bú ít đi theo đây này Phạm Vũ Thị Hồng Nhật, Em chào bác sĩ bé nhà em được hơn 4 tháng tuổi trộm với bé lật và nghịch khá nhiều nên hay ra mồ hôi Vậy em phải làm thế nào để bé tránh ốm trong thời tiết ra mùa Hà Nội Không phải là ra mồ hôi để làm cho em bé ốm đâu, cái mồ hôi trộm bé nó ra nhiều à, Cái mùa này, cái quan trọng nhất là chúng ta làm sạch cái không khí ở trong phòng để làm giảm khả năng tiếp xúc của em bé với các virus vi khuẩn gây bệnh Và chúng ta chú trọng cái yếu tố vệ sinh à, Người lớn chúng ta hay đi ra ngoài hoặc là chúng ta mang các cái mầm bệnh ở trên người chúng ta hay sờ em bé là nó dễ bị lây hơn, nó dễ bị lây hơn là do cái đấy à, giữ cái thói quen như là như làm về là phải rửa tay, phải thay quần áo, phải vệ sinh cá nhân trước khi vào phòng của em bé. làm à, cái phòng ở thì phải thường xuyên vệ sinh, có thông phòng, thì làm sạch sẽ phòng cho con. thì làm gọi là chúng ta làm giảm khả năng tiếp xúc của em bé với các cái mầm bệnh. đấy là cái mặt chúng ta có thể giúp con. thứ hai là tích cực cho em bé bú sữa mẹ hoàn toàn và bú nhiều nhất có thể để tăng cường sức đề kháng cho con thứ ba đó là luyện uh, tập cho em bé cái ngủ đêm tốt thứ tư là các bạn tiêm phòng đầy đủ cho con các cái mũi tiêm chủng theo cái tháng tuổi của con vì ừ, hiểu các bạn uh, mong chờ là ví dụ như là có làm cái phương án gì như là bôi cái gì hay là uống cái gì để làm em bé hết ốm được hay không bản chất về cái sự phát triển của hệ miễn dịch của cơ thể em bé không phải như vậy không có cái thuốc nào mà thực sự uống vào là uh, sẽ giảm cho con người ta giảm ốm đi trong cái thời điểm này đâu cái quan trọng là những cái biện pháp mình vừa nói là giữ vệ sinh là bố sữa mẹ nhiều nhất có thể là đi ngủ tốt vào ban đêm và là tiêm phòng đầy đủ đấy là tổng thể cho cái phương pháp uh, điều trị về tăng cường khả năng miễn dịch để nâng cao sức khỏe cho em bé thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ bị ốm đi bạn Nguyễn Hạnh uh, chờ Chào bác con em 8 tháng 7 cân Bị viêm đường ruột đi nhảy máu Dùng kháng sinh cách đây một tuần Hôm nay em lại thấy đi nhảy máu Lại bị lại chưa khỏi Lại phải xét nghiệm phân và dùng lại Với bạn chú ý thêm cho mình một yếu tố Xem có thể bị dị ứng đồ ăn Có ăn đồ ăn gì mà dị ứng đồ ăn Cũng gây ra cái tình trạng phân nhảy máu Và thứ hai thì viêm ruột gây ra tình trạng phân máu lên của con Nói chung là phân nhảy máu thì kiểu gì cũng cần phải tham khảo cụ thể hơn chứ không tự giải quyết được. bạn uh, Nguyễn Dương Bác cho em hỏi bé em 7 tháng bị viêm họng thì có nên dùng nước mới sinh lý vệ sinh cho bé không? Uh, được. Thực ra thì cái uh, uh tức, cái chai xịt họng, chúng ta có các cái chai xịt họng cho em bé uh, với em bé dưới một tuổi có để xử lý là để làm sát khuẩn và làm giảm cảm giác khó chịu cho cái vùng họng của em bé. Chúng ta có sản phẩm này bạn có thể dùng thêm cái này cũng được.